Rúng động, cô gái 20 tuổi hóa bà lão chỉ sau một đêm. Bị chồng truy sát, người phụ nữ trẻ vừa chạy xe vừa la hét, có ai không cứu tôi với. Giấu vợ mang tóc của con trai đi xét nghiệm, chồng choáng váng khi kết quả là một bé gái. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Bình News. Kênh YouTube của chúng tôi sẽ cung cấp đến quý vị những tin tức mới nhất, nóng nhất về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khắp cả nước. Vừa rồi là những tin tức sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi thông tin chi tiết. Chỉ sau một đêm, người phụ nữ 20 tuổi bỗng hóa thành bà già. Chu Kế Siêu và Hồ Quyên đều sinh ra và lớn lên trong một ngôi làng ở Hà Nam. Họ bằng tuổi nhau và là bạn học của nhau từ bé. Tuy nhiên, vì gia đình nghèo khó, mẹ bị ung thư vú, Hồ Quyên phải nghỉ học từ sớm để đi làm, phụ giúp gia đình. Cuộc sống vất vả, nhưng càng lớn, Hồ Quyên càng xinh đẹp, trở thành cô gái trong mơ của nhiều chàng trai quanh vùng. Dẫu vậy, Hồ Quyên chỉ chọn Chu Kế Siêu vì anh từng nói rằng cuộc sống dù có khó khăn vất vả đến đâu, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng cùng cô đối mặt. Năm 2002, cặp đôi chính thức về chung một nhà rồi cùng nhau đến thành phố làm việc. Chu Kế Siêu trở thành tài xế lái xe đường dài, còn Hồ Quyên làm công nhân trong một nhà máy. Cuộc sống tuy vất vả nhưng rất hạnh phúc. Năm 2003, con trai của họ chào đời, tiếp thêm niềm hy vọng và niềm vui vô hạn vào cuộc sống của hai vợ chồng. Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Một ngày nọ tỉnh dậy, Hồ Quyên thấy mình trong gương già đi rất nhiều, da ở cổ chảy xệ và khuôn mặt nhăn nheo. Đến năm 2005, da mặt của cô bị xệ hoàn toàn. Từ cô gái trẻ 20 tuổi, cô trở thành bà lão già nua. Chu Kế Siêu vội đưa vợ đi kiểm tra, kết quả cho thấy Hồ Quyên bị chứng giãn da. Đây là một căn bệnh hiếm gặp. Thời điểm đó chỉ có hơn 10 trường hợp được ghi nhận trên toàn thế giới. Sau khi biết sự thật về tình trạng của mình, Hồ Quyên hoang mang cực độ. Cô tự nhốt mình trong nhà và không tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài gia đình. Từ năm 2003 đến năm 2012, gần 10 năm Hồ Quyên ở nhà, gánh nặng cả gia đình dồn lên vai Chu Kế Siêu. Thực ra Hồ Quyên đã nhiều lần ra ngoài tìm việc làm, nhưng khi xem chứng minh thư rồi nhìn mặt cô, các nhà tuyển dụng tưởng cô là giả nên từ chối. Hồ Quyên đi làm lại chứng minh nhân dân, nhưng đơn vị tuyển dụng vẫn không tin cô. Việc ở nhà lâu khiến Hồ Quyên ngày càng trở nên tự ti và nhạy cảm. Cô xé những bức ảnh cũ của mình, cố gắng nói lời tạm biệt với quá khứ. Nhưng việc xé ảnh vẫn không thể giúp Hồ Quyên quên đi những ký ức đau buồn. Đau đớn hơn, con trai cô cũng bắt đầu không thích mẹ. Hôm đó Hồ Quyên đến trường đón con, nhưng khi thấy cô, cậu bé cúi đầu, giả vờ như không quen biết. Khi một người bạn cùng lớp hỏi, kia có phải là mẹ của bạn không? Cậu bé không trả lời. Ngay lúc đó trái tim của Hồ Quyên như tan nát. Cô nghĩ để không làm khổ chồng và con trai, cô cần phải chết đi. Vì thế Hồ Quyên đến phòng khám và nói dối rằng cô ngủ không ngon, muốn xin những viên thuốc ngủ. Sau đó cô uống thuốc và lên giường nằm. Chu Kế Siêu đi làm về phát hiện sự bất thường của vợ nên đã vội vàng kiểm tra và bế vợ đến bệnh viện. May mắn Hồ Quyên vượt qua được cửa tử. Một lần khác Hồ Quyên lại đóng cửa, lấy dao làm tổn thương mình, nhưng chồng cô lại phát hiện được và đưa đi bệnh viện. Khi tỉnh dậy, cô trách Chu Kế Siêu, vì sao không để em chết đi. Chu Kế Siêu vội ôm lấy vợ bật khóc, em chết thì anh và con phải làm sao. Hồ Quyên mới hiểu ra rằng, hóa ra Chu Kế Siêu cũng phải chịu áp lực không kém gì cô. Để có thể nuôi cả gia đình, Chu Kế Siêu phải làm tới 3 công việc, đi sớm về muộn mỗi ngày. Cân nặng của anh giảm mạnh, nghĩ đến sự hy sinh của chồng, Hồ Quyên càng thêm khó xử. Cô đề nghị ly hôn để giải thoát cho chồng nhưng anh không đồng ý. Đầu năm 2014, Hồ Quyên quyết định viết tâm thư dặn dò chồng đi tìm vợ khác, chăm sóc con cái rồi lặng lẽ bỏ đi. Chu Kế Siêu rất đau lòng khi phát hiện ra chuyện này, tâm trạng của anh như rơi xuống đáy. Cuối cùng, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chu Kế Siêu giao con cho cha mẹ và bắt đầu con đường dài tìm vợ. Nhưng giữa biển người mênh mông, tìm vợ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Trong lúc tuyệt vọng, Chu Kế Siêu nhờ đài truyền hình giúp. Hôm đó là ngày 7 tháng 1, trên sân khấu của đài truyền hình, Chu Kế Siêu tự tát mình vài cái và lẩm bẩm: tôi thật sự vô dụng, tôi thật vô dụng. Người dẫn chương trình vội vàng ngăn cản và hỏi anh 4 câu. Nếu hôm nay Hồ Quyên không đến, bạn sẽ làm gì? Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cho đến khi tôi tìm thấy cô ấy. Còn đứa trẻ thì sao? Hiện tại mẹ tôi vẫn đang chăm. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đến và khăng khăng đòi ly hôn với bạn? Tôi kiên quyết không ly hôn, tôi không muốn rời xa cô ấy. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không may qua đời sau khi chạy trốn khỏi nhà? Nếu cô ấy đi rồi, tôi không muốn sống nữa. Tấm lòng của người đàn ông cuối cùng cũng được đền đáp. Hồ Quyên đã xuất hiện trên sân khấu. Ngay sau khi nhìn thấy vợ, Chu Kế Siêu vội vàng chạy tới. Thấy cô trùm khăn kín mặt, anh đau khổ nói:
Sao em lại trùm như vậy? Chúng ta chưa làm gì đáng xấu hổ. Sau đó chú kế siêu nhẹ nhàng nói với vợ, chúng ta hãy về nhà. Tuy nhiên Hồ Quyên nhất quyết không đồng ý. Mọi người ở trường quay đều nhận ra rằng Hồ Quyên rất yêu chồng, nhưng có lẽ cô không muốn làm khổ anh nữa nên mới cự tuyệt như vậy. Dẫu vậy, tất cả đều không đồng tình với quyết định của Hồ Quyên. Người dẫn chương trình cũng vậy, cô bước đến hỏi Hồ Quyên một câu, nếu đổi lại Chu Kế Siêu gặp nạn, chị có bỏ anh ấy không? Hồ Quyên không suy nghĩ nhiều, liền lắc đầu. Cuối cùng, cô quyết định trở về với gia đình. Tại chương trình hôm đó, chứng kiến tình yêu của đôi vợ chồng, một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ ở Thượng Hải đã quyết định phẫu thuật miễn phí cho Hồ Quyên và tài trợ cho đôi vợ chồng 10.000 tệ, hơn 33 triệu đồng. Trải qua 4 cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, Hồ Quyên đã nhìn thấy mình với diện mạo mới toanh. Trong lòng cô vui mừng khôn tả. Bệnh viện còn tạo bất ngờ cho cô bằng cách chụp cho hai vợ chồng một bộ ảnh cưới. Trong những bức ảnh, cả hai nhìn nhau đầy tình tứ và cười rất hạnh phúc. Bị chồng truy sát, người phụ nữ trẻ vừa chạy xe vừa la hét, có ai không, cứu tôi với. Ban đầu xác định tối 21 tháng 11, chị Tiên, 24 tuổi, ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, mâu thuẫn tình cảm với chồng là Thân Văn Hiếu, 25 tuổi. Khoảng 22 giờ cùng ngày, chị Tiên đi xe máy bỏ về nhà bố mẹ đẻ thì Hiếu đuổi theo rồi dùng axit tạt vào người vợ tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên và dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Ngay trong đêm, công an huyện Việt Yên đã triệu tập người chồng để điều tra vụ án, đồng thời lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, làm rõ nguyên nhân tử vong. Trước đó, sáng cùng ngày, 22 tháng 11, mạng xã hội lan truyền bài đăng chia sẻ nội dung một vụ án mạng xảy ra tại huyện Việt Yên. Trong clip đính kèm bài đăng cho thấy cảnh một cô gái điều khiển xe máy với tốc độ cao vừa hét lớn, có ai không, cứu tôi với. Ngay phía sau là một xe máy cũng chạy tốc độ cao đuổi theo. Lãnh đạo công an huyện Việt Yên cho biết, bước đầu xác nhận người phụ nữ tử vong xác định chính là cô gái trong clip lan truyền trên mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Theo đó, vào tối 23 giờ ngày 21 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Việt Yên về việc khoảng 22 giờ cùng ngày, tại đoạn đường thuộc khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, xảy ra vụ giết người. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức điều tra và truy bắt đối tượng. Đến 1 giờ ngày 22 tháng 11 đã điều tra làm rõ, vận động đối tượng Thân Văn Hiếu là chồng của nạn nhân ra đầu thú về hành vi giết người. Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong quá trình chung sống, khoảng 22 giờ ngày 22 tháng 11, tại khu vực thôn Bói, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Thân Văn Hiếu có hành vi dùng dung dịch axit tạt vào vùng mặt và dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực, khiến chị Tiên tử vong. Tại cơ quan công an, Hiếu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng, trao đổi với phóng viên báo Phụ nữ Việt Nam, bà Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng ngày 22 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Việt Yên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Lan và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Trung đến trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình. Bà Tuyến cũng cho biết thêm, vợ chồng chị Tiên có hai người con chung, một trai một gái, nhưng do mâu thuẫn nên hai người đã ly thân. Chị Nguyễn Thị Tiên mới về bên ngoại được mấy hôm thì xảy ra sự việc trên. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Thân Văn Hiếu để điều tra về hành vi giết người và đang tiếp tục tổ chức điều tra, truy tìm vật chứng của vụ án. Giấu vợ mang tóc của con trai đi xét nghiệm, chồng choáng váng khi kết quả là một bé gái. Nhiều năm nghiên cứu khoa học và thực hiện những xét nghiệm ADN cho các khách hàng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Nga, Giám đốc Trung tâm Phân tích ADN và Công nghệ Di truyền kể rằng, có những kết quả xét nghiệm ADN khiến chính người trong cuộc cũng như người thực hiện phân tích phải bất ngờ. Bà Nga kể lại một câu chuyện về anh Trần Văn Phương ở Nam Định. Dù vợ chồng đã có với nhau một đứa con trai nhỏ, nhưng ngay thời điểm trước khi hai người có con, anh đã vô tình phát hiện bằng chứng vợ ngoại tình. Hàng ngày anh vẫn chăm chút yêu thương đứa trẻ này, nhưng lúc nào cũng sống trong đau khổ vì nghi ngờ cậu bé không phải con đẻ. Một ngày để làm rõ sự thật, anh Phương quyết định lén mang vài sợi tóc của con trai đi xét nghiệm ADN với mẫu của mình. Bao ngờ vực bấy lâu đã được xóa tan khi người chồng trẻ nhận kết quả xét nghiệm cho thấy anh và con có quan hệ bố con. Thế nhưng sốc hơn là kết quả ADN chỉ ra con anh là một bé gái chứ không phải bé trai. Vị khách ấy đã rất bực mình, cãi nhau tay đôi với tôi. Anh bảo con anh không thể là con trai mà lại bị biến thành con gái được. Trung tâm đã nhầm với mẫu xét nghiệm của con, bà Nga kể.
Tuy nhiên, phía trung tâm cho rằng rất có thể anh lấy nhầm mẫu hoặc ghi sai giới tính con trong bản khai. Nhưng anh kiên quyết khẳng định không thể nhầm lẫn. Cuối cùng, bà Nga đã đề xuất người cha đưa con tới và lấy mẫu máu trực tiếp của hai bố con để xét nghiệm lại. Hôm anh Phương đưa đứa trẻ tới, bà Nga đã có cảm giác cháu bé rất lạ. Nhìn bề ngoài, cháu giống như những bé trai khác và rất nghịch ngợm, nhưng hành động của cháu lại có biểu hiện của một người bị rối loạn hành vi. Và kết quả xét nghiệm lần này cũng giống y như lần trước, hai mẫu đều có quan hệ cha con và bé có giới tính nữ. Ngay thời điểm đó, mẫu của bé đã được đem đi phân tích bệnh và cho thấy cháu mắc hội chứng Klinefelter. Bà Nga kể lại, theo bà Nga giải thích, bình thường con trai mang nhiễm sắc thể XY, đứa con của anh Phương bị bệnh rối loạn nhiễm sắc thể giới tính vì thừa một X, tức mang nhiễm sắc thể XXY. Hầu hết nam giới mắc Klinefelter thường chỉ được chẩn đoán ở độ tuổi trưởng thành khi thấy xuất hiện các dấu hiệu như vô sinh, vú to, mệt mỏi, khó khăn trong học hành, khoái cảm tình dục dưới mức bình thường. Cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và ủng hộ của quý vị khán giả. Đừng quên like, share, subscribe, bấm vào những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất ở bên đây nhé. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.